Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, bản tin ngày 7 tháng 1 năm 2020 của kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng là 1563 đô la Mỹ một ounce, tức là đã giảm 5 đô la Mỹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng ngày hôm nay được nhận định là cao hơn 22,8%, tức là khoảng 293 đô la Mỹ một ounce so với đầu năm 2019 vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá là 43,6 triệu đồng một lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn 700.000 đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới quay đầu giảm chủ yếu do thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực mới từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng phần nào cũng bị hạn chế khi mà những lo ngại căng thẳng từ khu vực Trung Đông vẫn còn rất lớn, đặc biệt là thái độ cứng rắn từ Iran. Ngoài ra, sự đi xuống của thị trường chứng khoán và đồng đô la Mỹ phần nào cũng hỗ trợ cho giá vàng tại các tỉnh thành phố từ bắc xuống nam giá vàng SJC đồng loạt giảm mạnh 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 450.000 đồng một lượng ở chiều bán ra cụ thể đang được niêm yết với giá như sau giá vàng SJC tại Hà Nội là 43.550.000 đồng một lượng giảm 400.000 đồng một lượng bán ra 44 không bán ra 44.020.000 đồng một lượng giảm 450.000 đồng một lượng SJC Đà Nẵng mua vào 43.550.000 đồng một lượng giảm 400.000 đồng một lượng bán ra là 400 giảm ra là 44 triệu 020 000 đồng một lượng HTC Nha trang mua vào 43 triệu 540.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu 020 000 đồng một lượng HTC Cà Mau, Mau mua vào 43 triệu 550.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu 020 000 đồng một lượng HTC Bình Phước mua vào 43 triệu 520.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu 030.000 đồng một lượng HTC Huế mua vào 43 triệu 530.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu 020 000 đồng một lượng SJC Biên Hòa mua vào 43 triệu 550 ngàn đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. SJC Miền Tây mua vào 43 triệu 550 ngàn đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 43 triệu 550 ngàn đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. SJC Đà Lạt mua vào 43 triệu 570 ngàn đồng một lượng, bán ra 44 triệu 050 ngàn đồng một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 43 triệu 550 ngàn đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. Và không nằm ngoài xu thế vàng giảm giá của thế giới Hc những bốn số chính và nữ trang các loại cũng đang đồng loạt giảm giá mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau. SJC thành phố Hồ Chí Minh vàng từ 1 đến 10 lượng mua vào 43 triệu 550 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. Và những bốn số chính từ 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào 43 triệu 550 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu 150 000 đồng một lượng vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 43 triệu 200 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 24 cara mua vào 42 triệu 564 000 đồng một lượng, bán ra 43 triệu 564 000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18 cara mua vào 31 triệu 753 ngàn đồng một lượng, bán ra 33 triệu 153 ngàn đồng một lượng. Vàng nữ trang 14 cara mua vào 24 triệu 405 ngàn đồng một lượng, bán ra 25 triệu 805 000 đồng một lượng vàng nữ trang 10K mua vào 17 triệu 100 ngàn đồng một lượng, bán ra 18 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Còn tại một số ngân hàng lớn như scb ACB hay SCB, còn tại một số ngân hàng lớn như Exxonbank, ACB hay SCB đang được điều chỉnh giảm giá mạnh, ngân hàng Sacombank chưa có sự điều chỉnh về giá cụ thể như sau. Giá vàng tại ngân hàng Exxonbank mua vào 43 triệu 500 ngàn đồng một lượng, bán ra 43 triệu 900 ngàn đồng một lượng, Giá vàng tại ACB mua vào 43 triệu 450 000 đồng một lượng, bán ra 43 triệu 950 000 đồng một lượng. Giá vàng tại Sacombank mua vào 43 triệu 950 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu 580 000 đồng một lượng. Tại S Combank mua vào 43 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. Tại các tổ chức lớn, giá vàng đầu giờ sáng nay cũng đã có sự biến động mạnh. Có tổ chức giảm giá, có tổ chức lại chưa có sự điều chỉnh về giá để chờ đợi những tín hiệu khả quan từ thị trường vàng thế giới. Cụ thể như sau, Giá vàng tại Doji, thành phố Hồ Chí Minh là 43 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra 43 triệu 950 000 đồng một lượng. Giá vàng tại Doji, Hà Nội mua vào 43 triệu 660 000 đồng một lượng, bán ra 43 triệu 940 000 đồng một lượng. Giá vàng tại BNG, thành phố Hồ Chí Minh mua vào 43 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra 44 triệu đồng một lượng. Giá vàng tại BNG Hồ Chí Minh mua vào 43 triệu 600 000 đồng một lượng bán ra 44 triệu đồng một lượng. Giá vàng tại BNG Hà Nội mua vào 43 triệu 600.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu đồng một lượng. Giá vàng tại Phú Quý mua vào 43 triệu 600.000 đồng bán ra 44 triệu đồng một lượng. Giá vàng tại tiệm vàng Bảo Tính Minh Châu mua vào 43 triệu 970.000 đồng một lượng bán ra 43 triệu đồng một lượng. 44, 44 triệu 300.000 đồng một lượng. Giá vàng tại Mi Hồng mua vào 43 triệu 550.000 đồng một lượng bán ra 44 triệu 100.000 đồng một lượng. Vâng thưa quý vị, những thông tin về giá vàng trong nước cũng đã khép lại chương trình Điểm tin vàng ngày hôm nay của Invest TV. Nếu có thông tin gì cần chúng tôi tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ thông qua số điện thoại hotline của chương trình 08 2346 5555 hoặc địa chỉ 30 tập amoc invest com vn Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.